là con gái thì đừng giống như điếu thuốc lá, chỉ lúc nào rảnh rỗi ngồi trò chuyện mới rút ra hút rồi vứt đi. Nhớ kỹ, phải sống như một loại thuốc phiện, hoặc là không bỏ được, hoặc là không thể động vào. Là con gái, hãy sống như một đóa hoa. Không vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn. Là con gái, bạn phải học cách tuyệt tình. Cái gì nên giữ thì hãy giữ, cái gì nên vứt bỏ thì đừng tiếc nuối mà níu kéo nó lại. Con gái mạnh mẽ là khi nhấc lên được và buông xuống được. Không van xin tình cảm từ một người không xứng đáng.